Xin chào mọi người, mình là học viên hóa học vi nhớ y khoa chuyên sâu. Mình vừa tổng hợp được trùng lông bằng phương pháp tổng hợp mà mình đã được học. Trùng lông bao gồm 4 nội dung chính: 1 là hình thể, 2 là chu kỳ, 3 là chẩn đoán xác định và 4 là điều trị phòng bệnh. Về hình thể thì gồm 2 thể, đó là thể hoạt động và thể bào nang. Thể hoạt động thì hình trứng gồm 2 nhân, 1 nhân lép ở một bên và chỗ lép sẽ có 1 nhân nhỏ lông ở xung quanh giúp cho trùng lông di chuyển. Về bào nang thì nó có hình tròn và có 1 nhân. Vật chủ ký sinh chính là lợn, còn người là vật chủ ký sinh phụ. Bào nang xâm nhập vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa và cư trú ở đại tràng. Phương thức sinh sản của nó bao gồm 2 phương thức là vô tính và hữu tính. Vô tính là tách theo chiều ngang, hữu tính là 2 bào nang tiếp hợp pha trộn nhân, sau đó thì phân chia thành 2 con. Thể bào nang có thể giữ nguyên thể hoặc trở thành thể hoạt động. Khi mà ruột không bị tổn thương thì bào nang và thể hoạt động sẽ theo phân ra ngoài môi trường. Còn khi ruột bị tổn thương thì thể hoạt động sẽ xâm nhập vào trong lớp dưới niêm mạc và các tuyến để tạo ra ổ áp xe hoặc ổ hoại tử. Ngoài ra thì thể hoạt động còn xâm nhập vào máu, đi đến các cơ quan như là phổi hay gan để tạo thành áp xe. Chẩn đoán xác định thì gồm soi trực tràng và xét nghiệm phân. Soi trực tràng thì sẽ thấy có vết loét với tính chất là rộng, sâu, đáy thường phủ mổ và mô bị hoại tử. Còn xét nghiệm phân thì sẽ tìm thấy thể hoạt động hoặc bào nang. Điều trị và phòng bệnh, điều trị thì sẽ là nâng cao thể trạng và các thuốc như là metronidazole hay tetracycline. Còn về phòng bệnh thì sẽ vệ sinh ăn uống, xử lý phân hợp lý và truyền thông giáo dục sức khỏe. Trên đây là bài tổng hợp của mình về trùng lông. Cảm ơn mọi người đã nghe. Nếu có thiếu hoặc sai sót gì thì mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người.